Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kỷ niệm 90 năm ngày thành lập, nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý rác thải và biến đổi khí hậu. Hòa Bình di rời khu nghĩa trang bị sụt lún, vùi lấp. Những chuyến bay cứu nạn trong mưa lũ ở thủy điện Rào Trăng 3. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp ở các tỉnh duyên hải Trung Bộ, Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai vừa tổ chức cuộc họp vận động hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh duyên hải Trung Bộ bị thiệt hại do lũ lụt. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB chủ trì. Tại cuộc họp, Văn phòng Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã cập nhật thiệt hại do đợt mưa lũ từ đầu tháng 10 năm 2020. Sau đó, các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đi vào thảo luận về việc hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ, kế hoạch tiếp cận vùng lũ, cũng như những thủ tục hỗ trợ. Tính đến sáng ngày 19 tháng 10, lũ lụt tại miền Trung đã khiến 90 người thiệt mạng, 34 người đang mất tích, thiệt hại về kinh tế chưa thống kê hết. Trước những thách thức cấp bách này, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, các nhà tài trợ trong và ngoài nước cùng với toàn bộ cộng đồng chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai. Tính đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã nhận được cam kết hỗ trợ từ Trung tâm AHA ASEAN, Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Sau cuộc họp này, các tổ chức đối tác sẽ có những đoàn khảo sát thực tế và lên kế hoạch hỗ trợ người dân vùng lũ. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất Nhập khẩu An Phước thuộc Tập đoàn An Phước Viramai đã khánh thành nhà máy sợi gai có quy mô diện tích 4,3 ha tại Thanh Hóa. Tổng công suất nhà máy 10.000 cọc sợi, sản phẩm đầu ra dự kiến 1.700 tấn sợi gai trên một năm và 1.400 tấn bông gai trên một năm. Với tổng mức đầu tư 634 tỷ đồng, nhà máy sử dụng công nghệ đánh ống hiện đại của châu Âu, Đức, Italia với công nghệ nối sợi bằng hơi nước kết hợp một số thiết bị của Trung Quốc. Khi đi vào hoạt động với 100% công suất thiết kế, tạo việc cho hơn 650 lao động trực tiếp. Thông qua hình thức liên kết với nông dân để trồng gai xanh mang lại sinh kế và thu nhập ổn định, hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng ngô, sắn, mía cho người dân trên địa bàn các huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ trong một chuỗi liên kết khép kín từ khâu giống, canh tác trên quy mô công nghiệp đến chế biến tơ sợi từ cây gai xanh, phục vụ ngành dệt may. Đây là phân khúc sản phẩm mà thị trường Việt Nam và thế giới có nhu cầu rất lớn trong tương lai. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa cho biết, để tăng cường thêm nguồn cung cho lưới điện quốc gia, EVN đang đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh chuẩn bị phát điện tại một số dự án mới. Trong đó có dự án nhà máy điện mặt trời Sesan 4 được xây dựng tại xã Gia Tơi, huyện Ia Hotrai, tỉnh Kon Tum, có công suất 49 MW do EVN làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp bình quân 72,4 triệu kWh một năm. Trong 3 tháng cuối năm 2020, EVN sẽ cố gắng đưa hai tổ máy của dự án thủy điện Thượng Kon Tum vào phát điện và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, gói thầu để khởi công các dự án gồm thủy điện Hòa Bình mở rộng, nhiệt điện Quảng Trạch 1 và dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất 1 và 3. Thưa quý vị và các bạn, trong khi phần lớn doanh nghiệp đang buộc phải hoãn triển khai các kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh do Covid-19, thì có những doanh nghiệp nhìn nhận ngược lại. Thời điểm này là cơ hội để đầu tư tăng tốc để đón đầu sự hồi phục của nền kinh tế trong tương lai. Hiện Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia hàng đầu thế giới về phòng chống Covid-19 và là quốc gia hiếm hoi được dự báo có nền kinh tế tăng trưởng dương trong năm nay. EMIN Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu phân phối thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm tự động hóa từ Việt Nam, cùng với 3 chi nhánh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 2 chi nhánh nước ngoài tại Singapore và Myanmar. Việc khai trương chi nhánh Bắc Ninh thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công ty bởi nó đánh dấu một bước phát triển mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược, đón đầu sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam sau dịch bệnh. Chiến lược này dựa trên niềm tin vững chắc của các lãnh đạo EMIN vào khả năng xử lý dịch bệnh của các cơ quan quản lý nhà nước. Đất nước chúng ta đã quản lý kiểm soát cái dịch bệnh nó rất tốt và chúng tôi đang đón đầu các cái dòng vốn từ FDI đầu tư vào các cái thị trường Việt Nam và đặc biệt là các cái khu công nghiệp, và đó là lý do tại sao mà chúng tôi mở cái chi nhánh tại Bắc Ninh. Bên cạnh cái chi nhánh Bắc Ninh thì chúng tôi đang có một số chi nhánh tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, và trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào đầu tư các cái chi nhánh tại các cái khu công nghiệp lớn nữa như Hải Phòng, Hải Dương và một số cái Bình Dương và Đồng Nai tương lai. Thưa quý vị, căn cứ quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong hai loại sau đây. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động thay vì 3 loại như quy định hiện nay của Bộ Luật Lao động 2012. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020 và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 4 với hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Lâm Đồng và Cần Thơ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử phát triển của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam thật xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, vị thế vai trò của tổ chức hội ngày càng được khẳng định trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước và trên trường quốc tế. Sau 5 năm thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, 84 cá nhân và tập thể nữ được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, 49 cá nhân nữ và 20 tập thể nữ tiêu biểu được nhận giải thưởng Kovalevskaya, 66 tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được tặng cờ thi đua của chính phủ, 41 tập thể và cá nhân được tặng huân chương lao động các hạng. Các cấp hội đã biểu dương tôn vinh 240.000 điển hình tiên tiến, 340 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu. Với những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của nhà nước, huân chương lao động hạng nhất. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý rác thải và biến đổi khí hậu nhằm khẳng định vị thế vai trò quan trọng của phụ nữ trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Bằng nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể, phụ nữ là lực lượng tiên phong và trực tiếp trong các phong trào giảm thiểu rác thải tại nguồn. Từ cấp hộ gia đình, các bà nội trợ trực tiếp phân loại, thu gom, tái chế rác thải. Ở cấp cộng đồng, họ cũng là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa các phong trào phân loại và giảm thiểu rác thải ra môi trường. Từ đó góp phần giảm lượng phát thải khí nhà kính do quá trình chôn lấp đốt rác thải gây ra. Một bộ phận chị em lao động trong lĩnh vực phi truyền thống như nghề thu gom ve chai cũng mang lại những hiệu quả tích cực trong việc phân loại rác thải tại nguồn. Với những vai trò quan trọng trong quản lý rác thải, các chuyên gia đề xuất cần tiếp tục cổ vũ và nhân rộng các mô hình giảm thiểu rác thải của các tổ chức hội phụ nữ ở các địa phương như phụ nữ xử lý rác thải văn minh, biến rác thành tiền, phụ nữ không sử dụng rác thải nhựa một lần trong sinh hoạt, sử dụng túi, ống hút thân thiện với môi trường, tổ phụ nữ thu gom rác thải, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật. Hơn 20 năm gắn bó với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, bà Vũ Thị Thắm đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần không nhỏ vào thành tích chung trong công tác hội và phong trào phụ nữ tại cơ sở. Với trách nhiệm là chi hội trưởng hội phụ nữ, bà Thắm luôn cố gắng học hỏi sáng tạo trong cách làm, xây dựng nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn. Từ năm 2016, bà đã phát động chị em phụ nữ trong thôn xây dựng mô hình hũ gạo tình thương. Nhờ vậy đã có 55 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền và gạo, và động chị em tiết kiệm đóng góp được trên 100 triệu đồng, nâng cấp xây mới mái ấm tình thương. Bà Thắm còn trực tiếp cùng với bà Hiền, hội viên phụ nữ trong thôn, tự nguyện nhận chăm sóc giúp đỡ hai mẹ con bà Nguyễn Thị Tu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tàn tật, sức khỏe yếu. Bà chị hội trưởng bây giờ phải gương mẫu. Những cái việc gì khó khăn thì mình đương đầu lên làm, cái sức lực làm được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, cố gắng để cho đủ tạo điều kiện cho chi hội để cho mọi người nói theo. Nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ trong thôn, xã, gia đình bà Thắm còn tổ chức dạy nghề may và tạo việc làm cho gần 70 lao động với mức lương trung bình từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Thắm đã vận động chị em trong thôn hiến được 100 mét đất với số tiền gần 650 triệu đồng để làm đường giao thông, tổ chức trồng chăm sóc các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại các khu dân cư. Đồng chí Vũ Thị Thắm là cũng xác định rõ cái vai trò trách nhiệm của mình, thì là chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng được cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn thôn là cũng rất đồng tình ủng hộ về cái công tác của hội cũng như công tác xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, bà Thắm đã tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ thôn Ân Thi 3 có nhiều chuyển biến tích cực. Bà Thắm xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu để nhiều chị em học tập và làm theo. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, tại khu vực tổ 7 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình bị sạt lở nghiêm trọng đoạn ngã ba Trần Dốc Cun, phường Thái Bình đi xã Bình Thanh, huyện Cao Phong với hàng nghìn mét khối đất tràn xuống lòng đường, đồng thời làm nhiều ngôi mộ của các hộ gia đình ở tổ 7 và khu vực lân cận bị rạn nứt, sụt lún, vùi lấp, khiến người dân hết sức lo lắng, bức xúc. Khu nghĩa trang nhân dân tổ 7, phường Thái Bình hiện có hơn 200 ngôi mộ nằm cạnh ta luy dương của đường 435. Từ cuối năm 2016, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, do đó đã làm ảnh hưởng đến khu nghĩa trang. Tháng 8 vừa qua, đã có 3 ngôi mộ bị sụt lún, nứt gãy và người dân đã báo cáo chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Biên bản làm việc đã được lập nhưng sau đó không được giải quyết. Sau cơn bão số 7, hiện tượng nứt gãy, sụt lún tại khu vực nghĩa trang tổ 7, phường Thái Bình ngày càng phức tạp hơn. Hiện nay có hơn chục ngôi mộ đã bị sạt lở, trong đó 2 ngôi đã bị vùi lấp, chưa tìm được. Gần 70 ngôi mộ có nguy cơ cao cần phải di chuyển khẩn cấp. Trên 100 ngôi mộ bị ảnh hưởng cũng cần phải di chuyển. Với sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng thành phố Hòa Bình, đến 17 giờ ngày 17 tháng 10, một số ngôi mộ bị sụt lún, nứt gãy đã được các gia đình cất bốc, di chuyển dần đến nơi chôn cất mới. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ gia đình bị vùi lấp mất 2 ngôi mộ, mỗi ngôi 10 triệu đồng và những gia đình có phần mộ nguy cơ cao bị sạt lở, mỗi ngôi 5 triệu đồng. Hiện nay, người dân cũng đã và đang thực hiện việc di rời những ngôi mộ bị ảnh hưởng và có nguy cơ sạt lở cao do mưa lũ và quá trình thi công đường tỉnh 435. Thưa quý vị và các bạn, tham gia nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế trong những ngày vừa qua, cán bộ nhân viên các tổ bay trực thăng thuộc Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân vượt qua khó khăn nguy hiểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp tế lương thực thực phẩm và trinh sát địa hình. Thủy điện Rào Trăng 3 ở phía tây của tỉnh Thừa Thiên Huế bao quanh với nhiều đồi núi hiểm trở, sương mù. Để đảm bảo bay cứu nạn an toàn, phi công và các thành viên tổ bay trực thăng phải chuẩn bị kỹ mọi mặt, phương án bay và xác định chính xác vị trí. Tuy nhiên trong thực tế, do núi cao, gió mạnh nên phi công rất khó khăn điều khiển máy bay treo ở độ cao thấp để lực lượng cứu hộ thả lương thực, thực phẩm, tiếp tế cũng như là bay trinh sát địa hình. Với bản lĩnh, kinh nghiệm và quyết tâm cao nhất, tổ bay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn. Sau khi chúng tôi đã phát hiện có người ở phía dưới thì chúng tôi đã giảm tốc độ cao. Nhưng mà trong quá trình giảm tốc độ cao thì chúng tôi có quan sát được các cái đường dây điện ở phía dưới, nên là chúng tôi chọn cái công thức là giảm bớt dần từ độ cao, vận tốc. Vào sau khi vào được thả hàng thì chúng tôi xác định là thả hàng ở độ cao 20 m. Thực hiện nhiệm vụ là trinh sát, quan sát và nắm tình hình báo về, kết hợp với lại là thả hàng. Còn khi gặp người bị nạn thì sẵn sàng sử dụng phương án treo để cẩu người lên, để cứu người ở trong khu vực Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4. Cơ bản chúng tôi đã thả hết hàng và đã trinh sát được tất cả các nội dung và kịp thời truyền các cái hình ảnh cũng như là các cái tin tức về sở chỉ huy tiền phương để làm căn cứ và cơ sở để cho các cái lực lượng khác tiếp cận để thực hiện các cái nhiệm vụ tiếp theo. Để tổ chức bay an toàn, cứu nạn và trinh sát địa hình, lãnh đạo Quân chủng Phòng không Không quân chỉ đạo Sư đoàn Không quân 372 chuẩn bị tốt về kỹ thuật máy bay, chọn lựa những phi công và nhân viên bay có năng lực chuyên môn, nhiều kinh nghiệm để tham gia làm nhiệm vụ quan trọng này. Quân chủng đã chuẩn bị 2 Casa 2 C-295 và 6 trực thăng chính thức và 3 trực thăng dự bị để thực hiện cái nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, và đã điện cho trong không quân toàn quân sử dụng tất cả các cái lực lượng trực thăng và sẵn có như binh đoàn 18, rồi là của Trung đoàn 954 của Không quân Hải quân và là Lữ đoàn 954 của Không quân Hải quân và là trong quân chủng đều sẵn sàng thực hiện. Những chuyến bay của Trung đoàn Trực thăng 930, Sư đoàn 372 đến khu vực thủy điện Rào Trăng 3 không chỉ kịp thời tiếp tế nhu yếu phẩm mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ, sạt lở núi. Thực hiện nhiệm vụ trong khó khăn nguy hiểm nhưng với tình cảm, trách nhiệm với đồng đội và nhân dân, những cánh bay trực thăng của Sư đoàn Không quân 372 vẫn tiếp tục cất cánh thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi miền Trung vẫn còn mưa lũ rất lớn trong thời gian sắp tới. Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp. Ngày 18 tháng 10, tại khu vực bản Nong Quỳnh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và Công an xã Cò Nòi phát hiện bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng là Hà Văn Hội, trú tại xã Tường Phù, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La và Tòng Văn Định, trú tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác liên quan. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thời gian qua, khá nhiều vụ việc đưa tin thất thiệt ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội đã bị phát hiện xử lý. Thời gian tới, các cơ quan chức năng và các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhằm ngăn ngừa, trấn áp kịp thời các vi phạm này, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Việc xem và tự kiểm chứng, tự mình lọc các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, từ lâu đã được nhiều người dân ý thức và cảnh giác. Với họ, đây là cách tốt nhất để tránh được những thông tin không có lợi trên mạng xã hội. Mấy tháng trước như đấy tôi nói đấy, mấy tháng trước đấy thì là cái công tác là mạng ấy, rác tin rác rất nhiều. Nhưng mà là thời gian gần đây ấy, thì nói về cái thông tin này nó hạn chế đi nhiều rồi. Tôi mong muốn làm sao các nhà mạng để làm sao khống chế được những cái việc là các cái tin rác độc hại để tràn lan như thế. Thế người am hiểu thì chớ, người tin tưởng vào Đảng thì chớ, người không tin tưởng vào Đảng thì nghĩ nó lại khác đi. Với quyết tâm không để lọt bất cứ một thông tin trái chiều, thông tin xấu lan truyền trong đời sống, các cán bộ chiến sĩ Phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ Công an tỉnh cùng nhau miệt mài trên mạng để kiểm soát thông tin trên các trang web, trên mạng xã hội. Trường hợp phát hiện dưới cơ sở có biểu hiện nghi vấn, ngay lập tức sẽ xuống để điều tra xác minh. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ tập trung vào việc nắm tình hình về âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước, rà soát cũng như là đấu tranh xử lý với các hội nhóm kín, có nhiều thành viên thường xuyên hoạt động phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian qua, đã có gần 30 trang Facebook bị phát hiện có nội dung xấu được đưa vào danh sách theo dõi. Trong đó, hơn 20 trường hợp bị phạt hành chính hàng trăm triệu đồng do đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xuyên tạc bôi xấu, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân. Tác giả của các bài viết này đều được nhắc nhở yêu cầu gỡ bỏ thông tin, đồng thời ký cam kết không tái vi phạm. Qua đó, hạn chế đáng kể các thông tin xấu trái chiều, góp phần quan trọng trong việc ổn định được dư luận, bảo vệ tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở ở các địa phương. Cùng với các ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cũng có nhiều giải pháp để ngăn chặn, hạn chế các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, loại thông tin này vẫn còn nhiều, đòi hỏi cơ quan chức năng, ban chỉ đạo nghị quyết 35 tăng cường hoạt động hơn nữa. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền, nắm bắt, rà soát các cái đối tượng ngay từ cơ sở và có cái biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, không để sự việc bất ngờ xảy ra, không để các cái điểm nóng hoặc là các cái tuyên truyền chống phá Đảng rồi chống phá đại hội. Cùng với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân đều phải nâng cao cảnh giác trước những thông tin trái chiều, cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện những thông tin bài viết không đúng sự thật hoặc tố giác những việc làm có dấu hiệu sai trái để tuyên truyền cho mọi người cùng biết và không tham gia vào những nội dung đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn.